nhiều người đưa con sang Mỹ du học thay vì cho chúng ở nhà host hoặc là đưa vào dormitory, lại muốn gửi họ hàng và con vì quan niệm rằng sống chung với họ hàng vẫn hơn. Với tấm lòng bao dung không hề tính toán, nhiều người ở Mỹ đã nhận làm guardian, người giám hộ. Và để rồi, những câu chuyện có thật sau đây đem lại những kết cục buồn. Câu chuyện thứ nhất là tình anh em chấm dứt từ đây. Ông bà Minh Nguyễn định cư ở Mỹ đã được hơn 20 năm, nhưng mới chuyển về California được 5 năm. Những lần về Việt Nam chơi, ông bà được người em họ đưa rước săn đón rất chu đáo. Lần mới nhất là năm 2017, khi ông bà Minh về Việt Nam chơi, người em gợi ý chúng em muốn đưa con bé Lan, con gái lớn của em sang Mỹ du học. Nhưng nó mới 14 tuổi, cần người giám hộ. Bạn bè em thì có nhiều, nhưng nếu cháu được ở chung với anh chị thì vẫn hơn. Dù sao, cũng là họ hàng mà. Cảm kích trước sự nồng nhiệt trước đó của người em, lại không có con, nên ông bà Minh đã nhận lời nuôi cháu cho đến khi nó 18 tuổi. Thấy vậy, người em tiến thêm một bước. Anh chị đã lo ăn ở, và anh chị nhận cháu làm con nuôi luôn, để chúng em đỡ khoản học phí. Vì nếu là sinh viên ngoại quốc du học, thì học phí mắc lắm. Ông bà Minh cho biết trước mắt chỉ có thể làm người bảo hộ cho đứa cháu vì chính phủ của Mỹ đã ngưng chương trình con nuôi từ mấy năm nay. Dù sao thì đặt chân đến nước Mỹ mà có người lo cho là ok rồi, người em nghĩ vậy và hăng hái lo thủ tục cho con gái. Nghe nói kể từ sau vụ tai tiếng ở lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn, sự việc cựu nhân viên lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn Michael Sitak nhận gian lận visa và nhận hối lộ, việc cấp visa trở nên khó khăn hơn. Ông Minh rất lo lắng và may mắn đứa cháu có kết quả phỏng vấn được cấp visa du học. Đi làm ở sở công việc bận rộn, nhưng cứ đến cuối tuần, ông lại lo đi mua giường mới, bàn mới, mền gối mới và chuẩn bị trang hoàng căn phòng bỏ trống xưa nay dành riêng cho cô cháu. Biết cháu từ Việt Nam sang sẽ chưa chịu được cái lạnh vào sáng sớm và tối của Cali, bà Minh cũng chuẩn bị trước nào là áo ấm, giày bút v.v. Không thiếu thứ gì. Nó mà dễ thương, sau này chính phủ mở lại chương trình con nuôi, mình nhận nó, có đứa thủ thỉ cũng vui, ông nhỉ. Bà Minh nói với chồng như vậy. Theo thông tin của người em, chuyến bay sẽ đáp tại LAX vào lúc 9 giờ 30 tối. Nhưng mới 9 giờ thì ông bà Minh đã có mặt, thời gian làm thủ tục hải quan khá lâu. Nhưng cuối cùng bác cháu cũng đã gặp nhau. Cô cháu gái học tại một trường tư thục. Buổi sáng ông Minh đi làm, đưa cháu đi học. Chiều trên đường từ sở làm về thì ghé trường đón cháu. Còn bà Minh là chủ một tiệm heo, cứ rảnh tay bà lại lo đi chợ để tối về cơm nước cho cháu. Không lâu sau ngày đón nhận cô cháu gái từ Việt Nam sang, ông bà Minh bắt đầu xảy ra các cuộc cãi cọ và chủ đề luôn bắt nguồn từ cô cháu gái. Khởi đầu là chuyện cô cháu gái luôn kè kè cái iPad bên mình, hết nói chuyện với bà ngoại, bố mẹ, đến nghe nhạc, chơi game. Bà Minh muốn huấn luyện cho cháu từ những việc lặt vặt như là quét nhà, tưới cây. Nhưng ông Minh lại cho rằng nó còn nhỏ mà chuyện chẳng đáng, cứ nó làm lại mang tiếng bên Việt Nam là nó sang đây bị hai bác bắt làm việc. Cô cháu không thèm dùng chiếc phone cũ mà ông Minh đã nạp sẵn tiền, để có chuyện gì gấp thì liên lạc với bác và đòi mua iPhone. Chiếc laptop hiệu HP thì cô cháu gái chê là máy cũ, chạy chậm lắm và đòi mua MacBook. Ông bà Minh không đồng ý, nói cái phone chỉ dùng để mà liên lạc, còn muốn vào Internet thì cháu đã có iPad, thì cần gì iPhone. Cháu còn đi học cần gì máy Mac. Nhưng vài tuần sau, cô cháu gái nhận được một chiếc iPhone và một cái laptop, và một laptop mới do người bố từ Việt Nam nhờ bạn bè ở Mỹ mua và đem đến. Ông bà Minh quen ăn tối trễ, nhưng cô cháu thì lại đói bụng sớm, nên cả nhà không ăn cơm chung. Thêm nữa, cô cháu chỉ thích ăn thịt mỡ, mắm kho và các món ăn Việt Nam. Còn ông Minh thì bị cholesterol cao nên chỉ ăn cá, thịt nạc, rau các loại. Thấy tình hình ăn uống căng thẳng, lại lo cho cô cháu ăn uống không quen, bị bệnh, thì ông bà còn khổ hơn.
nên ông Minh đã quyết định sắp tới cháu muốn ăn món gì thì viết ra giấy, bác đi chợ mua cho, rồi tự nấu mà ăn. Sau đó cứ đến cuối tuần, ông Minh lại nhận được một cái list nào là thịt heo ba rọi, mắm, rau muống, sữa lon đóng hộp. Ông Minh nghĩ bụng, may mà nhà mình ở Lido Sài Gòn mới có những món này. Chuyện là sở bận rộn nhiều tuần, ông Minh phải đi làm overtime vào thứ bảy nên không có thời gian đi chợ cho cô cháu. Nhưng trong tủ lạnh thì không thiếu món gì, nào là gà nạc, pizza, rau cải, trái cây, kem, sữa chua, vân vân. Bỗng một hôm, ông Minh nhận được email của người em cho biết mới gửi sang 1.000 đô Mỹ để phụ tiền cơm nước. Nghĩ người em cho rằng ông bà bỏ đói cô cháu nên mới gửi tiền sang. Ông bà không nhận mà trả lại. Chuyện ăn uống ông bà Minh chịu đựng được, nhưng chuyện con gái mà lười chảy thay, có khi cả tuần không thấy mặt mũi nó đâu, vì nó cứ ru rú ở trong phòng riêng, thậm chí là không chịu clean up cái restroom mà chỉ có sử dụng. Thì ông bà không chấp nhận được, ông bà Minh bèn viết email gửi cho người em. Trong đó ngoài những câu chuyện về cô cháu gái dở chứng, tình nghĩa anh em bắt đầu rạn nứt vì người em ở Việt Nam không thông cảm mà quay sang chỉ trích ngược lại người đã cho con gái của mình ăn ở, bỏ công đưa rước đi học, đưa lại lên lớp dạy dỗ, nào là cháu còn nhỏ, trẻ người non dạ, hai bác phải nói với cháu thế này, thế nọ. Con em biết cháu rất ngoan, không biết nói dối, vì anh chỉ nhận nuôi nên em mới cho cháu ở Lido Sài Gòn, chứ nếu không em đã gửi cháu sang tiểu bang khác. Sau nhiều ngày suy nghĩ, nhận thấy không thể hòa hợp với cô cháu gái, thậm chí là ông bà có nguy cơ dẫn đến ly dị vì cứ cãi nhau liên tục, ông Minh quyết định chỉ nuôi cô cháu đến hết niên học và không nhận làm guardian sau niên học nữa. Thấy tình hình không êm, người em chọn đúng dịp con được nghỉ đông, mua vé bay sang để tìm nơi nương tựa khác cho con. Qua tận nơi chứng kiến con mình được nuôi nấng đàng hoàng, nhà cao cửa rộng, được đưa đón đi học mỗi ngày, ăn uống không thiếu món gì, mà chợ Việt Nam lại sát bên nhà, đâu đến nỗi bị bỏ đói. Biết mình sai nhưng người em vẫn không một lời xin lỗi, mà nghĩ rằng có thể tìm được chỗ khác tốt hơn để mà nhờ vả. Sau hơn 2 tuần dẫn con đi các nơi họ hàng xa gần, bạn bè, cuối cùng không ai nhận nuôi con mình cả. Người em trở về xin anh chị cho cháu ở thêm 1 năm nữa, nhưng ông bà Minh đã dứt khoát vì không muốn cháu lỡ dở việc học, nên chúng tôi đã quyết định lo cho cháu đến hết niên học. Chú có họ hàng bên vợ, rồi bạn bè đông thì nhờ họ giúp. Tháng 6 sang đây rồi đưa cháu đi, cứ thế mà làm nhé. Kể từ ngày đưa ra quyết định mới, ông bà Minh bớt những cuộc cãi vã, cảm thấy thoải mái trong đầu hơn. Nhưng tình cảm với người em họ thì chấm dứt từ đây. Cho rằng ngôi chùa Việt Nam này đang thờ quỷ, một người đàn ông đã đập phá một bức tượng đứng ngoài ngôi chùa. Hành động quá khích của người đàn ông lập tức đã bị lên án mạnh mẽ. Một người đàn ông ở tiểu bang Washington đã bị truy tố sau khi bị quay phim đang đập phá một bức tượng đứng ngoài một ngôi chùa Việt Nam. Ông Jeremy Clark đã bị buộc tội phá hoại với ác ý cấp 2 vì hành vi đập phá tượng ở tại chùa Phước Huệ ở thành phố Tacoma. Trong đoạn phim, ông Clark xô đổ bức tượng hộ pháp đứng gần cửa vào ngôi chùa. Nhà chùa cho biết ông ta đã theo dõi các sư cô rồi tìm cách kéo đổ một cây cột với sợi xích sắt nối sau xe hơi. Vừa đập phá, ông Clark vừa la lối người trong chùa là những kẻ thờ quỷ. Một thân hữu của chùa Phước Huệ đó là bà Renee Messi, viên chức sở bảo tồn quận hạt Pierce, cho biết là các sư cô sợ bị trả thù nên đã không dám lên tiếng trước truyền thông địa phương. Lên tiếng thay họ, bà Messi cho biết đây là một bức tượng hộ pháp được chạm trổ bằng tay ở Việt Nam, giá là khoảng 3.000 Mỹ Kim. Bà Messi nói là các sư cô đều đang hoang mang là không biết liệu cả cộng đồng ở đây có suy nghĩ như vậy hay là chỉ một cá nhân này. Theo đài truyền hình King Five, ông Clark nói với cảnh sát rằng Thượng Đế đã gọi ông ta và ông ta đã làm công việc của Thượng Đế. Sau khi lời nói này xuất hiện trên truyền thông địa phương, hơn 40 vị tu sĩ, giáo sư đại học và đại diện các hiệp hội
thuộc nhiều tôn giáo như là Công giáo, Tin lành, Do Thái giáo, Phật giáo, Hồi giáo trong vùng Tacoma đã ký thư chung chia sẻ với chùa Phước Huệ và đồng thanh lên án vụ phá hoại. Hai vị hộ pháp thiện và ác đứng trước nhiều ngôi chùa là một hình ảnh quen thuộc của Phật giáo Việt Nam. Nhiều người khác tôn giáo có thể hiểu lầm đây là thờ ma quỷ. Định cư Mỹ 6 năm nay, sống hạnh phúc, bình yên bên gia đình, nhưng nghệ sĩ Bảo Quốc vẫn còn nhiều trăn trở với nghề. Làm sao để kịch nói không chết dần chết mòn trên đất Mỹ? Làm sao để kịch thu hút được khán giả trẻ? Nghệ sĩ Bảo Quốc là tên tuổi lớn trong làng kịch, cải lương và cả phim ảnh Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ, người nghệ sĩ tài danh này luôn biến hóa đa dạng trong các vai diễn hài và cũng lấy nước mắt của không biết bao nhiêu người trong các vai bi. Với gần 60 năm đứng trên sân khấu, báo chí viết về cá nhân ông, một người nghệ sĩ tên tuổi lẫy lừng. Quá nhiều, nên khi chúng tôi xin hẹn phỏng vấn, ông nói rằng ông đâu có gì mới mà để viết. Nhưng khi chúng tôi đề cập đến kịch nói của người Việt tại Mỹ, như bắt chúng nỗi niềm, nghệ sĩ Bảo Quốc vui vẻ nhận lời ngay. Cả đời cống hiến cho nghệ thuật, hỏi ông có buồn không khi mà kịch nói của người Việt ở Lido Sài Gòn hiện nay khá là eo ụt. Một năm chỉ có vài vở diễn, khó bán vé và thậm chí vài nơi còn trả tiền cát xê cho diễn viên bằng vé xem kịch. Để diễn viên tự đi bán lấy tiền thì ông thở dài. Buồn chứ sao lại không? Bởi vậy, ông và Hồng Loan mới dành hết tâm huyết để mà giữ khán giả. Để khán giả không quên kịch, với kịch dài Kali trong nhà ngoài phố phát trên đài Vietface TV vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Mỗi tập là một câu chuyện khác nhau, chủ yếu do chú đưa ý tưởng rồi Hồng Loan và các bạn khác viết thành kịch bản. Đến nay đã phát sóng được 40 tập rồi. Nhiều khi trước ra ngoài khán giả đến nói cảm ơn. Nhờ chú mà họ được xem kịch trên TV tại nhà. Họ mong chú cố gắng, đừng ngưng làm. Tình cảm của khán giả như vậy là động lực cho chú tiếp tục cống hiến. Nghệ sĩ Bảo Quốc chia sẻ như thế. Nhưng ông cũng trăn trở với khán giả, ông tin rằng 10 năm, 20 năm nữa, những nghệ sĩ kịch trẻ hiện nay cũng sẽ tiếp nối nghề của các nghệ sĩ đi trước. Nghĩa là vẫn sẽ đứng ra dàn dựng những vở kịch. Tuy nhiên, có kéo được khán giả như người đang là thế hệ thứ ba hiện nay, đến rạp hay không là một điều cần suy nghĩ. Thế hệ này phần lớn sinh ra, lớn lên ở Mỹ, hoặc là sang Mỹ khi còn nhỏ. Các cháu đi học trường Mỹ, hấp thụ văn hóa Mỹ, nên kịch và cả cải lương có lẽ không phải loại hình hấp dẫn các cháu, ông nói như vậy. Bởi vậy, nhưng với tâm huyết của một người nghệ sĩ cả đời gắn bó với sân khấu, không muốn nhìn kịch chết dần, nghệ sĩ Bảo Quốc luôn nói với các diễn viên kịch ở tuổi con, tuổi cháu của ông như vậy. Ông nói rằng phải thật là nghiêm túc với nghề, phải diễn hết mình, dù chỉ là một vai diễn nhỏ, xuất hiện chỉ vài phút, và đặc biệt phải làm sao cho khán giả trẻ thích kịch. Khi đã thích thì họ sẽ giới thiệu cho bạn bè của họ và quay trở lại. Ông nhớ lại, lúc đứng trên sân khấu, nhìn xuống khán giả, ông thấy nhiều bạn trẻ ngồi cạnh những người lớn tuổi. Ông đoán rằng các bạn trẻ đó có thể là con hoặc là cháu, mua vé rồi chở cha mẹ hoặc là ông bà đến xem kịch. Có nhiều người nghĩ rằng, diễn cho người lớn tuổi xem thì diễn sao cũng được. Còn khán giả trẻ thuộc thế hệ thứ ba ở Mỹ đâu biết gì về kịch. Nghĩ như vậy là rất sai. Các bạn trẻ đó là khán giả tương lai. Bây giờ các bạn trẻ này đến sân khấu kịch vì chiều lòng ông bà, chiều lòng cha mẹ. Nhưng nếu các diễn viên kịch diễn hay, hấp dẫn thì các bạn trẻ đó sẽ quay lại cùng với bạn bè. Kịch nói hay là cải lương trong tương lai có còn sống được hay không là nhờ vào thế hệ khán giả trẻ này. Ông chia sẻ và bày tỏ như thế. Nổi tiếng về diễn hài nên nhiều người nghệ sĩ như là nghệ sĩ Bảo Quốc ngoài đời hẳn là người rất hài hước, dễ tính. Nhưng không, ông nhẹ nhàng và khá là nghiêm khắc, và đặc biệt là ở trong công việc. Khi tập duyệt, ông đòi hỏi diễn viên phải nghiêm túc, không được vừa giỡn vừa tập,
Còn khi đi diễn thì bất kể sân khấu lớn hay nhỏ, khán giả nhiều hay ít, tuổi tác ra sao, cũng phải diễn hết mình như nhau. Ông luôn dặn các cháu, các em là đừng bao giờ coi thường khán giả. Bởi vì khán giả là người nuôi sống mình, làm cho mình có được tên tuổi như ngày hôm nay. Ông nói như thế. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Bảo Quốc cười hiền khô và nói rằng cuộc sống của Mỹ, cuộc sống của chú ở bây giờ bình yên lắm. Chú thích cuộc sống gia đình, trước giờ vẫn vậy. Hồi đó dù là bận rộn cỡ nào, chưa cũng về nhà ăn cơm với bà xã. Thực ra thì tôi đi diễn xong là về nhà ngay, và bây giờ cũng vậy. Hiếm khi ra ngoài la cả với bạn bè, và bây giờ còn có thú vui chăm sóc sân vườn, cây cảnh. Thực ra là một ngày qua nhanh lắm ông ạ. Rồi nghệ sĩ kể về các con, các cháu và đặc biệt là vợ chồng người con gái út là diễn viên Hồng Loan và cháu ngoại Gia Linh hiện đang ở cùng vợ chồng ông ở trong một căn nhà lớn khang trang với hồ nước chảy róc rách ở bên ngoài và với rất nhiều hoa trên đường Glasgow thuộc thành phố Huntington Beach. Ngoài Hồng Loan, vợ chồng ông còn có hai người con trai khác cũng đang sống tại Mỹ. Còn người con gái lớn hiện vẫn sống ở Việt Nam. Ông cho biết cứ vài tuần một lần, vợ chồng ông cùng với gia đình các con đi du lịch cùng nhau. Cũng may là các con của ông cũng là những người trọng cuộc sống gia đình, xem gia đình là trên hết. Với đứa cháu ngoại út này thì mới 5 tuổi nhưng bé Gia Linh đã bộc lộ được năng khiếu diễn xuất và hát từ mẹ. Đó là chưa kể khi đón chúng tôi tại cửa, bé đã cúi rạp người chào khách bằng tiếng Việt rất rõ ràng. Thế hệ diễn viên kịch, khán giả trẻ yêu kịch, yêu văn hóa Việt Nam có lẽ không đâu xa từ việc nuôi dạy và gìn giữ tiếng mẹ đẻ ngay trên đất Mỹ này. Câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn đó là chuyện là tại sao Việt Kiều lại về Việt Nam lấy vợ thay vì lấy vợ tại Mỹ. Đây có lẽ là vấn đề mọi người rất quan tâm và đặc biệt là các anh chị em ở Việt Nam luôn ôm mộng lấy chồng Việt Kiều là sẽ được đổi đời. Nếu chia sẻ này có chút động chạm tới nhiều quý anh cũng như mong được bỏ qua, bởi tôi chỉ muốn nói rõ, nói thẳng, nói thật cho các anh chị em trước khi đưa ra quyết định quan trọng trong cuộc đời của mình. Lý do tại sao Việt Kiều mình về nhà lấy vợ, đầu tiên đã về Việt Nam lấy vợ, đa phần là do bên này khó kiếm mà nôm na là anh em mình vẫn nói với nhau là ế vợ. Bởi lẽ khi về Việt Nam lấy vợ, đâu có còn thời gian mà yêu đương, chủ yếu là nhờ mai mối, không ế thì đâu có cần mai mối. Do vậy, chị em cần hiểu là đàn ông Việt Nam lấy vợ thường thì là người như thế nào. Các quý anh bên này, tôi mạn phép xin được chia thành hai nhóm, những người qua Mỹ từ nhỏ và những người tới độ tuổi lao động mới qua. Đầu tiên là những quý anh được qua Mỹ từ nhỏ là khoảng từ 3 đến 15 tuổi thì rất là may mắn vì họ được học hành giáo dục theo kiểu Mỹ từ nhỏ. Họ được thừa hưởng lối sống của Mỹ nên cơ hội rộng mở hơn rất nhiều. Được cái là người Việt mình lại học hỏi rất giỏi nên đa phần những cô bé du học hay là cậu bé du học sẽ không chỉ Việt Nam mà còn nước khác sẽ luôn tự săn đón những anh chàng cô nàng này. Có chồng tài giỏi lại có thêm chiếc vé ở lại Mỹ, dại gì bỏ qua. Thậm chí là mấy anh nào kém quá, học xong ra trường thì vẫn chưa có tìm được vợ, thì các gia đình Việt Nam gọi nôm na là môn đăng hộ đối, cũng sẽ ngắm nghía gia đình anh này từ trước. Cha mẹ ở đây thường là có tư duy thích con dâu Việt, bởi vì cùng chung tiếng nói, cùng chung văn hóa, không có bị chênh lệch quá nhiều về cách sống cũng như là lối suy nghĩ. Còn lại là các quý anh qua Mỹ ở độ tuổi lửng lơ là từ 22 đến 25 trở lên. Qua đây phải bươn trải cuộc sống để kiếm tiền nuôi bản thân, còn hơi đâu mà đi học. Tôi cũng mạn phép nói thật, những người đi học được chỉ đếm trên đầu ngón tay và phải là người cực kỳ có ý chí. Do vậy, đa phần là lao động chân tay, thu nhập hàng tháng gần như là chỉ đủ chi phí sinh hoạt, hoặc là có dư thì cũng chỉ vài trăm. Nói thì nhiều quý anh sẽ cảm thấy tự ái, nhưng mà sự thật là thân mình còn chưa có lo đủ. Phụ nữ bên đây có thèm để ý tới mình không? Họ đâu có sai vì họ phải lo cho tương lai của họ sau này.
họ đâu có thể gửi gắm tấm bản thân cho một người như vậy, có thể sẽ động chạm, nhưng mà nói thẳng là mình không có cửa. Vậy thì làm cách nào để có thể lấy vợ trẻ đẹp, đó là về Việt Nam. Bên đây mình có thể lao động chân tay, thậm chí là homeless, nhưng mà mát Việt Kiều thì vẫn ngon. Chưa kể là nếu có về Việt Nam ăn mặc sang trọng một chút, chi tiêu, hào phóng, mạnh tay một chút, rồi lại còn tỏ ra lịch thiệp, ga lăng, thi thoảng thì đá chút tiếng Mỹ, thì các em vẫn đổ là chuyện quá bình thường. Các em gái, đặc biệt là những em gái sinh sống ở miền quê, sẽ nghĩ rằng qua đó mình được đổi đời, cuộc sống trong đất nước văn minh. Chồng mình sẽ không có bạo lực đánh đập gia trưởng hay là rượu chè tụ tập như mấy anh ở đây. Chưa kể là người ta muốn đi Mỹ là phải tốn vài chục ngàn. Mình có vé miễn phí thì tội gì mà không đi. Do đó, mát Việt Kiều thì vẫn có giá rất cao. Nhưng sự thật, các anh lấy vợ là bởi lý do gì? Nói điều này hơi động chạm, chứ thanh niên độc thân như anh em mình qua bên này thì làm hãng khó mà có thể khá được, nên mới phải sớm lấy vợ. Lấy vợ rồi vừa có động lực thoát nghèo, vừa có người phụ mình làm, vừa được giảm thuế, vừa có người cùng mình nỗ lực cố gắng và san sẻ bớt các gánh nặng chi phí. Các chị khi biết được chuyện này đâm ra vỡ mộng, chán nản vì cuộc sống không có như mơ. Các cô vợ bị chồng mình lừa dối như vậy khi qua đây rất nhanh chán, do đó đã có rất nhiều vụ ly hôn, thậm chí là có người còn nói các anh đang mang hộ vợ người ta qua đây. Cũng dễ hiểu thôi. Mình không có lo được cho người ta nên người ta phải tự tìm một người có thể che chở cho tương lai sau này của họ thôi. Lỗi là tại mình. Ngay từ đầu không có dám nói thẳng, nói thật, để cho người ta hy vọng nhiều quá rồi thành hụt hẫng. Do vậy, tôi có mạn phép khuyên mọi người như này. Thứ nhất là các chị em phụ nữ là hãy tìm hiểu thật kỹ, chứ đừng nghĩ là ai cũng được may mắn, ai cũng được đổi đời. Chuyện được sung túc, được hạnh phúc, đó là chuyện có thật. Nhưng tin tôi đi, chỉ là một số trường hợp rất hiếm hoi mà thôi. Điều thứ hai đó là cũng mong là quý anh đừng giận khi tôi nói ra điều này. Mình có sao thì nói vậy, đừng có gian dối người ta mà tội nghiệp người ta. Hãy cứ nói thẳng, nói thật, rằng là tôi bên Mỹ phải cực như thế này, có thương tôi thì qua giúp đỡ tôi, rồi hai vợ chồng cùng mà cố gắng. Mình làm vậy là tạo tâm lý cho người ta, giúp cho người ta đưa ra quyết định đúng đắn. Bởi lẽ, qua bên này, nếu cả hai cùng cố, chuyện thoát khổ là hoàn toàn dễ dàng, thậm chí là hai vợ chồng có thể khấm khá hơn, dư tiền mua nhà, mua xe, rồi lo cho con cái sau này. Đó là chia sẻ hoàn toàn thật lòng của bản thân tôi. Dù có thể động chạm, nhưng vẫn mong mọi người hãy cân nhắc thật kỹ về vấn đề này. Thực ra có một điểm tích cực cho những chị em phụ nữ ở miền quê Việt Nam, nếu như là có một người bạn trai là Việt Kiều về hỏi cưới, thì đó là điều vui mừng. Bởi lẽ nếu như hai người thương nhau thật và biết chấp nhận cuộc sống sau này để mà cùng cố gắng, thì cơ hội ở nước Mỹ này quả là rất là tốt cho tương lai của hai người, cũng như là tương lai của con cái. Sống trên đất Mỹ này, tất cả những người biết cố gắng và luôn nỗ lực vươn lên thì thành quả đều được nhận một cách xứng đáng. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.